mang cô ca tới. Ê em, con mày ngồi nhìn tụi tao ăn pizza ra ngoài kia. Xin chào tất cả các bạn. Ê Linh Nhi, mày nay sao không thấy em ta? Mấy ngày nay hả? Mấy ngày nay em bận một số việc nên là em không có xuất hiện được cái video được. Thế nên là em lúc này chung là em bận nhưng mà em cũng có theo dõi kênh của chúng ta. Thì em thấy là trong mấy ngày qua thì có hai video đã cán mốc triệu view, trong đó có một video đã cán mốc 2 triệu view. Thế nên là hôm nay em đã xuất hiện và để khao hai anh là hai chiếc bánh pizza thật là hoành tráng của tiệm Pizza Hut. Wow. Và kèm theo là một chai Coca Cola 1.5 lít luôn cho chúng ta tha hồ uống thoải mái luôn. Ok nha, ok nha. Rồi hai mở ra đi. Đây là cái pizza mà em... Ủa là sao em tặng cho tụi anh là mọi người một cái hay sao? Không, tại mọi người nhưng mà... Mọi người một cái rồi Linh Nhi là uống cái này. Uống Coca thì chia một phần. Nói chung là ba người ăn hai cái là đủ rồi. Chứ sao mà em không cho em ăn được? Hai em bất công quá. Đúng không em? Thôi giờ mình khui ra xem có gì là hại đi. Wow. Cái này nó còn ngon hơn là cái video mà pizza kỳ trước luôn đó. Video cá hồi đó. Lần này là em phải cho anh tổng này. Anh áo phong thủy kỳ trước à? Bữa đó sao hả? Bữa đó sao anh không hả? Bữa đó em cho anh nhưng mà em lại quăng xuống đất đấy. À, thì mình cứ cần diễn lại không anh? Không, anh nghĩ là không cần đâu. Thôi, bây giờ này, cho hai bạn này diễn lại đi rồi anh sẽ vào đây ăn. Ok, không được, không được. Chúng ta nhớ bài nha. Ê, lấy nghe cái này nè. Cái gì? Bạn muốn ăn pizza không? Bánh đó hả? Ngon lắm. Ngon lắm. Nó có hồi. Nó có Coca vô. Rồi rồi ok, nó Coca nha. Nó Coca vô anh mừng video triệu view. Trời ơi, chai 1 lít rưỡi để chúng ta tha hồ uống thoải mái luôn đó hai anh. Ngon quá. Cái này như là tôm mà đậu không su hồng. Em nói luôn nha, cái bánh này là bánh ngon nhất của Pizza Hut luôn á. Cái loại này là ngon nhất của Pizza Hut luôn á. Cái này nhìn không ngon mấy nè. Cái này hả, cái này là hàng chung thôi. Cái hàng này là loại ngon nhất, đặc biệt nhất của quán luôn á. Đúng rồi. Tại vì cái này là làm bằng tôm tươi nè. Còn có viền xúc xích, viền phô mai. Rất là đặc biệt luôn. Ba cái này loại là ba cái viền khác nhau luôn á. Thôi ăn thôi. Trời ơi, Su Hào chọn cái ngon nhất rồi các em ơi. Đây có hai loại tương, là một là cái tương cà, hai là tương ớt. Chúng ta ăn hai loại song song luôn đi cho nó ngon hai anh. Đó, mọi người một ly. Rồi, chưa gì hết, tân ly chứ đã. Quen. Bảy bả thôi, 1, 2, 3, vô. Đúng là ăn pizza mà uống Coca Cola là đúng bài luôn Linh Nhi nhỉ. Ngon ghê. Thôi nó dùng nói cho em cái miếng kia để em thích ăn. Có cái này gì đen đen giống một thang nữa. Không phải thang đâu, à, cái quả. Quả gì ta? Quả gì để em quên mất tiêu rồi hả? Quả táo hả? Không phải quả táo. Quả gì mà quên tên rồi? Em quên tên mất tiêu rồi. Tại vì hồi nãy nhớ xong rồi anh nói em quên tên, các em quên tên luôn tại anh á. Oh. Anh cũng nguyên nha Xuân Hà đó, em tốt không? Tốt quá nhưng mà... Nhưng mà anh nói tiếp. Sao mà hôm qua ông rủ đi Vũng Tàu? Hôm qua tụi anh đi qua nhà mấy lần rồi, không có em ở nhà. Sao gọi điện cho em ngộm nhà? Gọi điện đâu, anh hỏi mẹ em á. Mẹ em kêu em đi chơi hay sao ấy. Em đã đi chơi anh ngộm nhà phòng á, cũng hiu à. Hiu. Xạo. Hôm qua anh với Xuân Hào về Vũng Tàu chơi, ra biển chơi, đã. Ừ. Bắt được 3 con gà luôn. Bắt 3 con thì cái không thông chùa em 1 con. Anh có đem về cho em 1 con đó. Nhưng mà anh đi trên đường anh ăn rồi. Sao cậu kêu mang về cho mẹ. Đúng rồi, tao tham ăn. Ăn pizza đi, ăn pizza đi. Ngon quá Linh Nhi ơi. Có gì ngày mai video là triệu view nha. Mai video là triệu view, em mua em làm cái pizza khổng lồ luôn. Phải không? Không. Thì các bạn cố gắng giúp đỡ hai tụi mình cho video triệu view nha. Thì tụi mình được ăn pizza khổng lồ. Yeah. Nói thế khi nào em sẽ đóng clip lại? Sau video này em sẽ đóng clip lại. À, chị đó luôn, những cái phần quà mà của hôm 8 tháng 3 là chị công bố 10 phần quà. Nhưng thật ra chị đã đi gửi và đã gửi được 20 phần quà các em nè. Chị chưa công bố được 10 bạn còn lại nhưng mà đã gửi 20 phần quà rồi nha các em nhé. Nên các em cứ yên tâm nha. Ngon rồi. Ngon, cảm ơn Ngô Nguyên nha. Thanh niên này cũng được rồi nha. Không sao, mình đang còn nhiều mà không sao các bạn ơi. Đó,
mình sẽ ăn. Em rất thắc mắc là không biết là giữa anh Xuân Hòa với anh Nguyên, nếu hai anh đánh nhau thì ai là người chiến thắng à? Em nghĩ ai đây? Đánh em thì chắc hai người anh thắng rồi. Đánh ai? Em thì sao làm chi? Anh ta mà đánh con gái thì sao làm chi, đúng không em? Nhưng mà chúng ta phải thỏa thuận chứ đúng không? Chứ sao lại đi đập nhau thôi? Suốt ngày đi suối đập nhau thôi. Được, chúng ta phải thỏa thuận chứ. Không biết chị ấy bị gì. Có vẻ là hai đứa anh đánh nhau là chị Linh Nhi rất là thích. Em xuống. Ngon quá. Cùng đi nha Phát được nè. Yo. 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 Một ngày là chị em, cả ngày là chị em. Mà chị em muốn đâu? Đó, nhờ video rõ là tụi mình mới có visa ăn đó chú Hà nha. Tại vì á, hôm mà thứ bảy á, có thứ bảy á, là em mới thấy là được cái mốc là 1 triệu view rồi. Mà sau khi đó là qua ngày hôm nay là tối chủ nhật á, là em thấy lên mốc 2 triệu luôn, là em hết hồn luôn mà. Trời ơi chết rồi. Sao mà video đó mà lên nhanh dữ vậy? Thế nên là em quyết định là em đã giết hết tiền của và mua hai cái pizza để ăn mừng. Cảm ơn em nha. Nhưng mà cũng nó bất ngờ luôn á. Cái video đó mới làm có mấy ngày à, mà đây là 2 triệu view luôn. Tụi mình chỉ nghĩ là đóng cho vui thôi, không rồi. Nghĩ là được mà view cao như thế luôn á. Chỉ đóng cho vui, mang lại tiếng cười cho các bạn thôi. Nhưng mà thật sự là cảm ơn các bạn luôn đấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn, đồng hồ kinh của tụi mình. Các bạn không biết nói như thế. Rồi, cái bánh này em tắt được, cái bánh này hai anh ăn. Anh lâu quá à. Lâu hả? Ừ, chắc không ăn được đâu. Ở Nhi, dọn đi Nhi. Mày là con trai, chị hành con gái. Đúng rồi. Viết của mày đấy à? Mày là một lời, tôi tao đây bất công, có được không? Thôi, để anh đi dọn cho. Đến đây thì video tụi mình cũng đã kết thúc rồi. Và tụi mình cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ team trong thời gian vừa qua, đã giúp cho kênh đã đạt được 2 video 1 triệu view. Và tụi mình hứa là trong tương lai sẽ tạo ra nhiều video thú vị hơn nữa và mang lại tiếng cười cho các bạn, để có thể các bạn có thể giải trí trong những thời gian học, đi học về hoặc là đi làm việc về mệt mỏi. Và đến đây thì tụi mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.